Ngoài xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất Hà Nội. Hôm nay trong video này, Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một dự án mới 9 căn thuộc Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Cụ thể nó thuộc tổ 5 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông mọi người nha. Với 9 căn nhà này thì giá chào bán thấp nhất là 2 tỷ 250 triệu đồng, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, diện tích 30 m, đều đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ quý vị nha. Và với cái căn nhà này có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Nếu như quý vị nào có nhu cầu vay vốn ngân hàng thì phải có cái tài chính tối thiểu nhất là khoảng tầm 900 triệu cho tới 1 tỷ đồng tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm quý vị nha. Vị trí của căn nhà này đi lại giao thông vô cùng thuận tiện, ngõ trước nhà 2m2, cách với trục đường ô tô như quý vị có thể nhìn thực tế ở kia. Đó, nó chỉ khoảng tầm 15 m thôi quý vị nha. Đây, ngõ trước nhà đây rất là rộng. Ở đây thì dự án này là 9 căn và đã bán 4 căn rồi mọi người ạ, chỉ còn 5 căn thôi. Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới quý vị căn trong cùng mọi người nha, giá 2250. Hướng nhà là hướng Tây Bắc và bên này là có hướng Đông Nam nữa nha quý vị. Nếu như quý vị nào không hợp hướng Tây Bắc thì có thể tham khảo thêm hướng Đông Nam giúp em. Phần mặt tiền của ngôi nhà đây, như quý vị nhìn thực tế, mặt tiền của ngôi nhà là 3,5 m, đều đã được bậc ốp đá granite rồi quý vị nha. Và phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính cường lực, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Mời mọi người theo em vào khám phá tầng 1 của ngôi nhà. Với căn nhà này nó cách bến xe Nghĩa khoảng tầm 800 m thôi mọi người ạ. Gần với lại chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 Yên Nghĩa, đi lại vô cùng thuận tiện. Gần với lại bến xe Yên Nghĩa này, gần với Ủy ban Nhân dân phường, gần với lại trục đường Lê Trọng Tấn kéo dài, gần với lại trục đường Quang Trung đi lên Thanh Xuân. Nói chung với căn nhà này đi lại giao thông thuận tiện. Ngọc Ánh review chi tiết cụ thể và có sao nói thế, nhà thì xấu đẹp như thế nào thì nhìn thực trạng ở trên video mọi người cũng có thể cảm nhận luôn nha anh chị. Với căn nhà này đã được hoàn thiện xong xuôi, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được lắp đặt đầy đủ riêng biệt từng công tơ. Với cái nhà, với cái vị trí những cái căn nhà xây liền kề như thế này thì Ngọc Ánh cũng xin nhấn mạnh với quý vị rằng là nhà thì là xây theo hình thức liền kề, tuy nhiên tường là tường 10 riêng, cột riêng và móng riêng mọi người nha. Gạch lát nền của cái căn nhà này thì là kích thước 60-60 vân đá, rất là nổi bật. Cũng như là đây là phần Ngọc Ánh đang đứng, là phần phòng khách nhỏ nhắn xinh xắn, bởi vì cái diện tích của nó chỉ có 30 m thôi mọi người ạ. Tuy nhiên với 30 m này thì chủ đầu tư cũng thiết kế tối đa cái công năng sử dụng để cho quý vị ở. Với cái phần, ngoài cái phần mặt tiền chính của ngôi nhà là có cửa chính thì ở bên hông này là có một cái cửa sổ phụ mọi người nha. Tuy nhiên với cửa sổ phụ thôi cũng đầy đủ 2 lớp cửa, rất là thoáng, đầy đủ ánh sáng vào trong ngôi nhà. Phần Ngọc Ánh đang đứng ở đây, phần phòng khách thì ở đây chủ đầu tư có thiết kế cho mình một cái bức tranh. Nó thực ra nó là cái giấy dán tường Hàn Quốc thôi, nhưng mà độ bền nó cũng được từ 5 cho tới 7 năm đấy mọi người ạ. Đó, còn nếu như mà quý vị nào không thích thì về có thể thay đổi theo cái ý kiến của mình, thay đổi cho sở thích. Phần phòng khách thì chủ đầu tư còn tặng cho mình một chiếc quạt trần thương hiệu Panasonic 4 cánh nha quý vị. Đó, đấy, Ngọc Ánh đang quay đây mà ô tô đi ở ngoài cứ rầm rầm luôn mọi người ạ. Rất là gần, thuận tiện, có chỗ để xe ô tô ngay cạnh nhà luôn quý vị nha. Giá chào bán 2 tỷ 250 triệu đồng, Ngọc Ánh xin nhấn mạnh đã có đầy đủ sổ đỏ, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng quý vị nha. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà và đây còn lại phần phòng bếp quý vị ơi. Đó, phòng bếp nhỏ nhắn xinh xắn, chữ L hợp lý. Xung quanh bếp thì được ốp kính ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá granite và tủ gỗ, tủ bếp ở đây thì được thiết kế là tủ gỗ công nghiệp quý vị nha, tủ gỗ công nghiệp. Tuy nhiên bây giờ cái tủ gỗ công nghiệp nó có rất là nhiều chất liệu và cái nó cũng rất là bền mọi người ạ. Nó vừa có cái tính thẩm mỹ và cái độ bền của nó cũng rất là cao. Với cái tủ bếp này thì chủ đầu tư cũng lắp đặt cho mình đầy đủ những cái phụ kiện bếp đi kèm. Đó, toàn bộ là chất liệu inox 304 quý vị nha. Đây, chậu rửa là chậu đúc này. Và vòi rửa này. Đã có nước rồi mọi người ạ. Nước ở đây là sử dụng nước sạch sông Đà, điện lực Hà Nội. Đó. Căn phòng bếp đây nhỏ nhắn xinh xắn, màu sắc thì cũng là nhã nhặn, các chị em nội trợ mà xem cái video này cũng rất là thích. Nó nhỏ nhắn thôi nhưng mà nó khá là hài hòa với cái căn nhà. Ngoài ra phần tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh. Thì cái phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên.
4 tầng sử dụng của ngôi nhà quý vị nha. Đó, rất là hợp lý. Đây, cửa nhà vệ sinh là thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tay vịn toàn bộ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế là gỗ lim. Cái mặt bậc của bậc cầu thang ở đây là toàn bộ là đá granite. Và ở cái phía ngăn cách giữa cầu thang và phòng khách thì quý vị có thể nhìn thấy ở đây một cái vách gỗ CNC nha. Đấy, rất là đẹp, hợp lý. Vậy thì tầng 1 nói review rất là chi tiết, chân thật về cụ thể về giá, hướng, đường. Còn trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà thì như thế nào? Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên trên khám phá phía trên tầng nha. Quý vị ơi, với tầng 2 của ngôi nhà này thì chủ đầu tư thiết kế như thế nào ạ? Gồm một phòng ngủ rất là rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên trong theo hình thức master. Với cái không gian phòng ngủ này, đây quý vị nhìn thực tế giúp Ngọc Ánh luôn, có hai cửa sổ hướng ra hai bên mọi người nha. Và tất cả các cửa sổ đều có hai lớp cửa, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa inox 304. Với căn phòng ngủ này, diện tích của nó cũng rất là rộng, nó khoảng tầm 15m² và được lát toàn bộ là sàn gỗ công nghiệp. Đồng thời, trong phòng ngủ này quý vị nhìn thực tế giúp Ngọc Ánh nha. Hệ thống trần thạch cao này, hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện âm trần này, trần phào. Chủ đầu tư thiết kế rất là tỉ mỉ đây ạ. Đó. Và cái căn phòng ngủ này thì rất là vuông vắn, dễ dàng cho mình kê đồ đạc cũng như là đồ dùng gia đình và cái đồ nội thất ở phía bên trong căn phòng ngủ mọi người ạ. Giường, tủ rất là dễ dàng kê đồ. Cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh đều toàn bộ là thiết kế cái cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người nha. Nó không được đẹp như cửa gỗ đâu mọi người ạ, nhưng mà về cái độ bền ý, thì cũng khá là ok đấy. Mọi người theo em vào phía nhà vệ sinh ở phía tầng 2. Đây, chủ đầu tư lắp cho mình toàn bộ hệ thống sen cây này, ống chờ, dây chờ của bình nóng lạnh này, bồn cầu liền khối này và lavabo bàn đá. Rất là đẹp nha mọi người. Đấy, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà nhìn nó rất là sang trọng này. Và cái căn phòng vệ sinh này thì rất là rộng, được chủ đầu tư ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần cho mình rồi. Rất là sạch sẽ mọi người nha, quạt hút mùi đây. Ngọc Ánh review thì quá là cụ thể, quá là chi tiết rồi. Thậm chí quý vị đến đây xem nó còn đẹp hơn ở trên video. Vì cái video thì nó không thể quay cụ thể đầy đủ hết, gần như là 100% được. Ở ngoài nhìn nó rộng hơn khá là nhiều so với trên video đấy mọi người ạ. Đây là phía tầng 2 của ngôi nhà rồi. Vậy thì quý vị đừng rời mắt khỏi video để Ngọc Ánh mời người lên trên khám phá tầng 3 nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế nó hơi khác biệt một chút so với tầng 2 quý vị nhá. Trên phía tầng 2 thì chủ đầu tư không lát sàn gỗ nữa, thay vào đó là lát gạch kích thước 60-60 vân đá. Ngoài ra thì cửa sổ hai bên vẫn đầy đủ, tất cả các phòng ngủ đều có đầy đủ ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi quý vị nhá. Đấy, lên trên phía tầng 3 này đã có hai phòng ngủ rất là rộng rồi. Và cái tầng 3 này thì nhà vệ sinh để ở phía bên ngoài mọi người ơi. Còn cái nhà vệ sinh thì thiết kế giống như là ở dưới tầng 2 thôi. Đây, đó, đáp ứng đầy đủ công năng, đủ cái tiêu chí sử dụng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Đây là tầng 3 và tầng cuối cùng của ngôi nhà là tầng 4. Mời quý vị theo em lên trên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhá. Với tầng 4 của ngôi nhà, khi mà Ngọc Ánh bước chân lên đây thì có một cái ô giếng trời sáng lắm mọi người ạ, để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang đây quý vị nha. Đó, và cũng như Ngọc Ánh vừa chia sẻ đấy, toàn bộ tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 ngôi nhà đây toàn bộ là gỗ lim mọi người nha. Phần Ngọc Ánh ở đây đang đứng ở đây là phần phòng thờ, phòng nhỏ xinh của ngôi nhà quý vị ạ. Đây, một cái không gian phòng thờ khá là ấm cúng với cái màu gạch gỗ, giả gỗ, nhìn nó rất là ấm cúng quý vị ơi. Và trên tầng 4 này, ngoài cái phần phòng thờ ở đây thì còn một phòng ngủ và một phòng server ở bên ngoài nữa. Thì thực ra ấy, cái phòng này quý vị có thể sử dụng theo cái công năng, mục đích sử dụng của mỗi người, mỗi gia đình. Có thể là phòng ngủ, phòng ngủ này, phòng làm việc, tùy mọi người. Và đây chính là phần sân phơi, phần còn lại của ngôi nhà quý vị nha. Đó, rất là rộng, rất là thoáng. Căn nhà này thiết kế tròn 4 tầng mọi người nha. Đây, đổ trần tròn 4 tầng mọi người ạ. Sân phơi rộng rãi, thoáng. Vị trí của căn nhà đi lại thì giao thông vô cùng thuận tiện. Cách chợ nó chỉ khoảng tầm
200m thôi mọi người ơi. Đi lại rất rất gần quý vị nha. Và mọi người ơi, mọi người Ngọc Ánh đã review rất là chi tiết, rất là cụ thể về cái căn nhà này rồi. Ngọc Ánh xin nhắc lại một lần nữa, giá chào bán của ngôi nhà này là 2 tỷ 250 triệu đồng. Có hai hướng nhà, có một hướng là hướng Tây Bắc và một căn nhà là hướng Đông Nam nữa nha quý vị. Diện tích là 30m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Pháp lý, sổ đỏ chuẩn chỉnh, đầy đủ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, mọi người ơi, muốn biết thêm thông tin chi tiết thì book ngày ngay, gọi điện cho Ngọc Ánh để có thể sắm nhà trước Tết nha. Số điện thoại của Ánh là 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.